Chiều ngày 25 tháng 2, đồng chí Trần Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà chúc mừng các y bác sĩ đã về hưu nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm và tặng quà cho bác sĩ Nguyễn Hồng Thạnh, bác sĩ Trương Ngọc Ngân, cùng ngụ tại thị trấn Đông Thành, và bác sĩ Lương Kim Thắm, ngụ tại xã Mỹ Thành Tây. Đây là ba bác sĩ đã cống hiến cho ngành y tế huyện nhà hơn 40 năm qua. Dù đã về hưu, nhưng với bản thân vốn là một chiến sĩ áo trắng, tinh thần của người thầy thuốc tiếp tục có những đóng góp cho địa phương về các phong trào chương trình y tế, cũng như chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn khi ốm đau. Thời gian qua, khi huyện nhà thực hiện chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, bác sĩ Thạnh, bác sĩ Ngân và bác sĩ Thắm đã tình nguyện hăng hái tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại mỗi gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Huyện ủy thay mặt lãnh đạo huyện thăm hỏi sức khỏe và gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng góp cũng như sự cống hiến của ba bác sĩ dành cho ngành y tế. Qua đó, đồng chí cũng mong muốn các bác sĩ tiếp tục có những đóng góp cho quê hương cũng như truyền kinh nghiệm cho các thế hệ phía sau, để giúp ngành y của huyện nhà phát triển hơn trong thời gian tới.